này là em xây 10 cái unit nè. Tóm lại là nó là một cái tôn giáo để cho trong nhân loại trong tương lai ấy, sau này hết Putin, hết thể chế cộng sản, hết những cái mà bất công, nó phải có cái nền đạo để đưa cho một cái thế hệ sau á sống có sự bình yên và an bình, thì phải có cái đạo, chứ không phải mình dẹp hết mấy lãnh đạo điên này rồi mấy lãnh đạo điên khác nó còn điên dữ hơn nữa, thì lúc đó thế giới sẽ đi về đâu? Nó phải có cái đạo đó, là lãnh chủ. Lãnh đủ hả? Chứ không phải là lãnh đạo không? Dạ, con có vô tin lên nghĩ sao? Dữ hơn nữa không? Con, ừ, cho nên nó phải có cái đạo. Đạo trời á, Phan Sư Phụ. Đạo trời, Pháp Phật. Nó chịu quá. Chúa chưa? Em gặp được Chúa đây. Chúa đây. Anh ở Công giáo phải không? Dạ. Ồ, gặp được Chúa rồi. Dạ. Hay rồi. Quá. Dạ. Đó, thì Chúa đồng hành với mình thôi. Chúa ở trong tim mình nè. Đúng rồi. Bây giờ mình có Chúa để cho Chúa phát ra hay không? Ừ. Đó. Gặp được Chúa. Nhớ là sáng thường nói chuyện kiểu đó chắc ông về ông suy nghĩ. Thôi mình bị gài cái thế rồi, mình tốt 1 triệu đi. Xây 1 unit cho thằng Long nó ở đây khỏi chạy tới chạy lui tốn xăng. Dám nó mà nghe. Mình đâu biết được đó. Muốn làm chuyện lớn thì phải mình chỉ ăn tép thôi, mình đâu cần ăn tôm đâu. Mình muốn bắt tôm thì phải ăn tép trước. Không có đó, đất rộng mà trời ơi xây đi. Đó là nói chuyện phong thần. Như ngài Ayu Đà La là vợ của Phật Thích Ca đó, cũng phải có quyền lực hết phải không? Mà lỡ như kiếp nào vô làm vua, mà vua thì phải có nhiều con, nhiều con thì phải là gì không biết, không phải là ham, nhưng mà rồi sao ta, cái lúc đó mình tính làm sao? Tại vì nhiều thái tử thì nó cai quản mọi nơi hơi khó nè. Cho tất cả chúng ta ngồi đây là có duyên nhiều đời nhiều kiếp, thì mấy vị nói là có những lúc ra là người thân trong nhà hoặc là thằng người thân trong một cái triều đình, những nhân viên của sư phụ trong hãng 500-700 thằng sư phụ coi cốt, còn là những cái lúc mà thụ làm vua ở bên Tào như Tần Thiếu Hoàng hay là Châu Văn Dương hay là Lưu Bị nữa, và vua nhà Nguyễn cũng 4-5 kiếp đó, trên 4 kiếp, thì họ cũng là quân tướng của mình, thì hôm nay họ thành nhân công của mình chứ không phải người lạ gì chứ. Cái gì xưa nói gì cuối cùng bản hồn, cho nên coi thằng nào thằng nấy cũng như là anh em vậy. Người trong hãng sư phụ bước ra khỏi hãng không có ông nào mà dám nói xấu hay chửi cho một câu nào, thương không à. Nên những cái nhóm từ thiện mà muốn làm chuyện lớn để cho người Việt, trước khi mình phải làm từ thiện cho gia đình mình trước, nhân viên mình trước, người xung quanh mình rồi thì mới gọi là từ thiện, chứ không phải mà khi không ra là muốn làm là làm đâu con. Nên sư phụ chưa có tìm hiểu sâu, tự hữu tìm hiểu sau. Ở bển đồ ăn mấy đứa chuyển về đây nè, ai vừa ngồi vừa chơi vừa ăn, chứ để đồ ăn nhiều quá là sao ăn hết. Thôi cứ mang qua đây đi, để đây nè, ai muốn bóc cái gì cứ bóc. Mình là lưu động mà mình không có được phước nhiều như mấy ông thầy áo vàng. Mà không có mấy cái chùa bự phải không, rồi có một đám ban bệ rồi lo đủ á. Thầy trò mình giống như thời xưa, Chúa cũng vậy, Phật cũng vậy, đi lang thang trong rừng gốc cây vậy thôi. Mà cái luật của Phật cũng như luật của sư phụ, trên 3 người thì là có quyền nói pháp, chỉ cần có 3 người là ghi nhận vô thì cái đó là những lời sư phụ sau này sẽ thành kinh. Cuộc đời của Thiên Tướng Kiệt này là cuốn kinh sống, một cái hành động, một cử chỉ nhỏ
nhân loại sau này sẽ ghi xuống thành sách để trong viện bảo tàng. Những người ngồi hôm nay có hình ảnh này cũng là những nhà tiền sử của nghìn năm thế hệ sau đó. Thì mình cũng đâu có muốn mình ngồi ngoài trời chỗ này, nhưng mà ở đây nó vậy là mình vậy. Nhưng mà sư phụ, ở chùa thì có cửa, còn mình là khu vườn không có cửa. Cho nên là tâm của mình nó rộng, nó thoáng, tất cả mọi người đều đến, mình đều thương tất cả mọi người. Con thấy cái khu vườn này, khu vườn đẹp thôi sư phụ. Thì con nghĩ con đúng một khía cạnh đó, nhưng mà cái gì nó cũng có duyên và có nghiệp và cái phước. Hôm nay sư phụ chỉ có duyên được cái này thì mình ngồi ở đây là quý rồi. Bữa hổm mình ngồi ngoài đất nữa, bữa nay mình lên tới này, đúng không? Mỗi ngày một chút. Bữa hổm thì phụ ngồi gốc cây, nhớ không? Cướp bò. Rồi bữa hổm ngồi đó ngay kế bên bãi cướp bò. Cướp bò. Nhớ kỹ đi. Còn trong khi ở trong Houston đó, ngay ngày đó, ngay giờ đó luôn, thầy Pháp Hòa mấy nghìn người dành chụp hình ổng, chùa cao cửa rộng. Một vị Phật thì ngồi gần bãi cướp bò. À, một vị thầy cái gì cũng xuống dám nói. Nhưng những cái hình ảnh này sau này á, sẽ làm cho hàng triệu, hàng tỷ người nhìn lại những cái cảnh quan sơ này á, họ mới quay tâm. Còn bây giờ mà sư phụ mà cái gì cũng đầy đủ hết, con người sẽ không có biết trân trọng. Cũng giống như bây giờ con thấy những cái hình của Phật Thích Ca toàn là ngồi gốc cây hay là ngồi ở ngoài sân không à. Còn sau này mấy thầy trò ở chùa nào chùa nấy có tượng khổng lồ, gạch thì gạch mê bồ đồ lộng lẫy. Nếu mà những cái hình ảnh đó mà tới ngày hôm nay chúng ta nghĩ hồi xưa Phật sướng vậy đâu có theo Phật đâu. Phụ ngài lập đạo cũng rất là khổ. Khổ nhất không phải là khổ về mặt ngồi đâu hay là gốc đá nào trên Thiên Long Sơn, mà khổ là gì nói hoài không hiểu, mà họ không hiểu họ còn sỉ nhục. Cũng giống như nãy câu chuyện của gì đó, cái đứa con của cái ông bị sỉ nhục nó làm gì tự tử. Nhiều người bị chửi nhiều quá người ta bị sốc á, người ta tự tử. Còn dù chửi nhiều chừng nào khấn nhang nhiều chừng đó, cho người đó bớt có bị cái khẩu nghiệp. Nhưng mà qua cái khổ đó rồi, cũng chưa qua, cũng còn chút chút, lúc nào cũng khổ. Có một lần một vị Bồ Tát rất là lớn trên trời nói chuyện với phụ, con có biết á, đạo Phật á, tổ Bồ Đề Đạt Ma và Thượng Đế Công cái gì đó. hai vị thường về dạy dỗ. Đạo Phật của họ đó là mấy nghìn năm mà vẫn còn xung đột, vẫn còn chống đối lẫn nhau. Cũng chỉ cái đạo Thiên Tâm nó mới vậy mà sao mà không có. Chị của sư phụ hiện giờ là tu chủ trì 7 cái chùa khất sĩ, mà không tin Phật Bà Quan Thế Âm là có thiệt, không tin Ngài Địa Tạng là có thiệt. Tiền là tiền của sư phụ đổ về Việt Nam xây 7-8 cái chùa, mà mình xin đặt cái tượng Phật Bà Quan Âm nhất định không cho. Thì là đã là mấy nghìn năm mà hôm nay Phật đã mãn nhiệm kỳ, Phật đã nhập diệt rồi. Cho nên trong những năm gần đây nè, từ những năm gần đây về năm về trước, tất cả các chùa Việt Nam á, người ta làm tượng Phật á, là tượng Phật nằm không à. Nằm là gì? Nằm là Phật ngủ, Phật relax, nghỉ mệt, hết làm việc, hết giờ làm việc nha, tới thời Di Lạc tái sanh. Di Lạc tái sanh là phải là gì? Phải có một chuyển luân thánh dương, chứ không phải là một người thường được. Người gọi là phi thường, vua của tất cả các loài vua. Vì vua chuyển một cái thời bỉ cực thành một thời thái lai, nó không là vừa pháp mà vừa đời nữa. Thì chỉ có con thượng đế mới xuống làm thôi. Thì sư phụ có 12 anh em, mỗi một thời đại, mỗi một hành tinh, đến một cái thời đại mà cần phải đổi qua một cái công thức để sống cho an hiền ở lành, thì chỉ có con trời mà xuống đây để mà làm những việc này, lập ra một cái đạo mới, một cái công thức mới. Thì sư phụ là người lãnh nhiệm vụ đó. Mà đến hôm nay mấy vị kêu nói rõ luôn đi, tên kiệt là của con đó, đức thầy nói như vậy trong cái Xuân Hạ Tới Cần Thơ. Con là thiên tử thì con nói con thiên tử đi, con là minh vương nước Việt Nam sau này thì con nói cho họ định hướng. Thì mấy vị kêu sư phụ mới làm chứ
bản tánh sư phụ là không có tự cao ngã mạn. Mà tại sao mấy vị không kêu 5-7 năm trước mà để lúc này kêu? Tại sao cái thiên việc 3 tháng trước mấy vị không kêu mình lập và ngay lúc này? Tại vì lúc này là cái gan nó sắp rụng rồi đó, con biết không? Mình phải làm cái dàn giá trước. Cái xa đồ của cô mình nó phải đi được cùng cái thời điểm. Làm sớm thì nó không có hay. Cái gì nó cũng phải có thiên thời nhân lợi, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nó phải đúng thời gian. Chuyện gì nó xảy ra xảy ra. Thì sư phụ là người truyền tin. Truyền tin là giống như tin tức đài CNN mỗi ngày vậy đó. Mỗi một thời khắc đều có tin tức mới. Nhưng mà cái nào quan trọng thì sư phụ thường nói lên. Còn cái gì mà căn bản mà để cho mình sắp sửa dự liệu những chuyện sắp xảy ra thì sư phụ cũng đã nói. Mà đâu phải nói cái bữa nay xảy ra đâu. Tin tức thiên đình mà đâu phải như tin tức của đài đâu. Bây giờ mấy con coi tin tức đài còn chán hơn coi tin tức này nữa đó. Đây tin tức đài nó tới nó lui hù, dọ dọ hù, uốn hù, Putin hù, nuclear. Nó cứ tới lui là máy bay bay qua bay lại hải phận. 10 năm nay mấy con nghe cũng chán rồi. Bây giờ nghe kết cuộc là nước Mỹ sẽ có tổng thống mới. Đó là tin tức mới. Cái tin tức mới nhất cập nhật đó là nước Việt khổ, sắp sửa khổ nữa, đói còn đói nữa. Tin tức kế tiếp là tất cả mà trong năm thứ ác mà sư phụ nói đó là cái ác mà thể chế vô thần đó, trong đó có nghe, trong đó có Trung Cộng, trong đó có nước Việt, có Cuba, có Bắc Hàn, thì đó năm thằng đó, đó sẽ cùng đi một lượt. Rồi cái mà bệnh tật nó cũng sẽ cùng đi theo. Bởi vì mỗi lần mà nói chuyện cái quên chữ nghĩa đó, dò vô đây cái mất ý thôi, thà quên chữ nói mấy con tự gãy ra. Chứ ngồi nói chuyện chỗ này thì nó luôn tuồn cái điểm nó nói ra. Hả? Nó cũng thuộc về trong năm mẻ đó. Là con biết Mã Lai đâu liên quan gì bên Trung Đông, mà nó là gì cái đạo. Đạo là đạo A-la đó. Nó binh nhau. Thế mà binh cái khối đó, thằng Do Thái nó nhất định nó phải dành sự sống cho dân tộc nó. Thế nên nó phải nhất định là phải dẹp Hamas. Còn Hamas là cả đống khối chùm khăn binh nhau là vì đạo. Mấy con binh họ thiên là cũng vậy đúng không? Thì họ cũng làm đúng một phần nhưng mà họ quá cực đoan. Thì họ cũng thuộc năm cái ác đó. Mà nếu mà cái một ngày mà họ sanh đẻ lớn, cái quả địa cầu này cha không có dạy được những cái khác. Cho nên hôm nay nó là một trong năm thứ. Cả các má, cái má là có bốn nước cộng sản. Khói chùm khăn cũng là một cái án. Còn cái khói mà gọi là mình không có nói trên này, cái khói mà tiền tệ đó, giàu có, con biết cái gì đó, Rothschild đó. Là nó nữa. Rồi thêm cái khói đầm lầy của Mỹ, chữ Biden vậy đó. Thì tổng cộng 5 cái án sẽ đi cùng một lúc. Thì lúc đó đó, bề trên mới làm việc được. Là cái thế giới này mới gọi là đại đồng. Sư phụ xuống trần không phải là riêng nước Việt. Đức Thầy gần 400 năm nay không phải chỉ lo cho nước Việt hay là hòa hảo mà lo cho cả cái hoàn cầu này. Chẳng qua là nước Việt nó nằm giống như ngay cái trung tâm. Thì cho nên Phật Thánh Tiên mới đầu thai mới mang xác phàm là người Việt thôi. Nhưng mà cơ trời đi là đi đồng bộ, đi toàn thế giới. Trên thế giới này tất cả những nhà tiên tri hay là những nhà chính trị gia lỗi lạc cũng chưa ai dám nói về kiểu sư phụ. Đồng bộ đi một lượt mà. Sư phụ đâu có nói là nghe đi trước hay là tàu đi sau đâu. Hai thằng mày đi một lượt. Nhưng mà chi tiết là như thế nào? Chi tiết là hai con rắn đầu sỏ, một con đó là phải bị giống như quật què rồi. Nó không có giúp được cái con rắn bên này. Thì lúc đó Mỹ đánh lẻ tẻ hai thằng. Chứ còn đánh một lượt tay đôi thì sao đánh lại. Thì cho nên đó là cơ trời đi để cho Nga nó tham, nó xâm chiếm Ukraine.
Rồi hôm nay á, hàng Trung Cộng á, nhất định là phải đánh Đài Loan. Thì nó cũng thê thảm như kiểu nghe chẳng khác gì hết. Còn thằng Việt Nam mình là gì? Việt Nam mình á, là có bản án tử hình rồi. Cái thể chế Việt Nam bản án tử hình treo đó rồi. Nhưng mà cái ngày mà hành án á, thì là cái ngày đó sư phụ không dám nói. Nó rất là cận kề. Sư phụ chỉ nói như vậy, những đứa nào mà có trí tuệ mà biết ấy đó, thì phải coi. Ông Trump trở về à, và những cái chuyện mà sư phụ làm để cho nước Việt đó, thì nó là hiện hữu. Chứ nó không có phải là sư phụ chỉ nói đạo rồi đi vòng ngoài hay là nói chuyện bâng vơ nữa. Người ta sẽ không có nói sư phụ là ảo tưởng nữa. Nó không phải ảo tưởng. Từ 5 năm trước sư phụ nói ai nói sư phụ là ảo tưởng á, người đó bây giờ bắt đầu cũng phải giật mình á. Sư phụ là quá thiệt luôn á. Mà chẳng qua là vì chúng sanh không có bao giờ ngờ được và không bao giờ hiểu được ở cái thời đại này tại sao có một người mang sắc phàm nhưng không phải người phàm. Chứ không có người phàm đâu, chỉ có phân nửa thôi. Và tại sao có một người nói chuyện gì cũng trúng đó. Con có suy nghĩ tại sao những nhà lãnh đạo của thế giới phải sắp hàng cả ngày trời ngày xưa để mà coi bà mù bà phán mấy câu thôi là mấy ổng đã định hướng được cái quốc gia của mấy ổng. Hôm nay thụ nói tiếng Việt á thì các con cũng định hướng được quốc gia của mình rồi. Sư phụ mà không lên nói 5 năm nay 100 triệu dân làm sao mà có tinh thần mà để tồn tại sống sót tới ngày hôm nay. Sư phụ mà không nói á, ở bển nổi loạn nó giết hết công an lâu nay mấy năm nay rồi. Nó giết thì công an giết lợi thôi, nào có súng thì nó thắng. Bây giờ lòng dân không còn tin chức quyền. Chức quyền không còn tin lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo cao cấp không còn tin thành phố không tin trung ương không có tin thứ bộ gì hết, thứ bộ chẳng có tin đảng nữa, đảng chẳng có tin cái thể chế nữa. Mình không tin cái thể chế mình nghĩa là mình không tin gì, mình chỉ tin cho bản thân mình. 4 năm tôi làm xong, tôi hốt mớ, tôi chuyển tiền qua Mỹ rồi tôi xong, còn ai muốn làm gì làm. Đó là sự thật là như vậy. Chẳng có ông nào bây giờ mà lo cho dân hết. Mấy ông biết là mấy ông có bản án tử hình rồi. Chứ phụ nói là trúng. Người tính không bằng trời tính. Nếu mà không trúng, ông Trần Trình ông nói một câu: bảo giang thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành. Ngày xưa ai cũng tôn trọng ngài Trần Trình. Ông ngoài Bắc ta tôn trọng. Bảo giang là gì? Một quốc gia giám dốc bảo quốc. Giang là những cái dòng sông. Sư phụ sanh ra những cái dòng sông miền Tây hiền hòa. Con của ông nghe ông Thợ Mộc rất là hiền hòa. Ba của sắc phàm rất là hiền. Thiên tử xuất, sư phụ là thiên tử. Chân mệnh xuống trần để mà lập lại nước Việt mới cùng với Đức Thầy. Bất chiến tự nhiên thành. Hôm nay Thiên Việt ra đời, kết nạp tất cả những thành viên trong đó, cộng luôn cả đảng viên. Đảng viên yêu nước nghe, chứ không phải đảng viên mà bị dân ghét. Thay vì đảng viên bị dân ghét là dù không có can thiệp được. Cái nào mình nói trước nghe mấy đại ca. Và đồng thời kết nạp tất cả sĩ quan Đà Lạt và Thủ Đức và con cháu Chim Hiền ở Mỹ. Miễn làm sao mà yêu nước chân chánh và có học thức, gọi là chất xám 6 triệu, để mà về gây dựng lại một cái quốc gia nước Việt đổ nát. Đó là đảng Thiên Việt. Thiên Tâm thì là đưa sau hậu cộng sản. Thiên Tâm sẽ là một nền móng vào học đường để cho người con cháu nước Việt mình sau này có nhân lễ nghĩa chế tính. Nó không có còn vô đạo đức như thời nay nữa, vô nhân hóa nữa. Còn Thiên Việt là những người lỗi lạc, những người có trí thức giống như cái bác hồi nãy gì đó, nhà khoa học gia gì đó, cái kỹ sư gì đó. Sư phụ nhắm người nào là Thiên Việt là Thiên Việt, người nào nhắm là sư phụ thấy người nào Thiên Tâm là Thiên Tâm. Đệ tử này Thiên Việt nè, sẽ sau này giúp sư phụ. Thì Thiên Việt là về phần Bồ Tát Đạo, ở mặt đời chết sẽ thành thần, nếu không có biết cầm cuốn kinh. Nếu vẫn không có giữ giới mà ăn uống cũng ok. Còn Thiên Tâm thì phải ăn uống giữ giới đầu kỹ. Thiên Việt chỉ cần một giới đầu tiên của giới Thiên Tâm là cái giới mà trả ân cho tổ quốc là được rồi. Nhân lễ nghĩa chí tính thôi. Thì làm cái chức
bí thư hay là chức này chức nọ thì biết sợ làm sao mà dám ăn hối lộ như thời nay. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái bằng đó phải bằng đi học thiệt chứ không phải bằng mua. Thì một người thông minh thì cả ở dưới thông minh là thượng bất loạn thì hạ gì đó câu gì đúng ha, thượng bất chánh thì hạ tất loạn. Thì một người mà thiên việt biết ngăn nắp trên dưới và biết giữ giới luật thì làm gì nó loạn như kiểu này. Thượng bất chánh hạ bất loạn. Còn bây giờ á, 100 triệu người để cho mấy trăm thằng ngu dốt đứng lên chỉ ngón tay làm thế này thế nọ, thì con nghĩ dân mình bây giờ á, là đi uống nước ao nước hồ là vậy á. Mấy đứa nhỏ mà con một con không có tiền á, Sài Gòn bây giờ á, mỗi ngày ai không có bệnh nó dục ra khỏi nhà thương á. Nhân bất chính hạ bất loạn, hạ tất loạn. Dạ thầy cứ nói. Nếu lại cho phép thì tôi sẽ nói. Ồ, cần gì khách sáo, cứ nói đi. Chỗ này mình ngồi thấp nhỉ. Không, ngồi trên đó đi. Tôi biết ngài là ai. Sao biết được? Này. Xin ngài ngồi đó đi. Nói tôi đi. Không đáng sắp dép cho ngài đâu. Thôi rồi ngồi xuống. Trời đưa lên cao té đau lắm. Tôi lên ngồi xuống thôi. Ngồi đi. Mình quen mấy vụ này rồi. Tôi xin nói với quý vị là như thế này. Chết rồi. Tôi được sanh ra và lớn lên dưới chân núi Cấm. Nhà ngoài nhà áo giống con chào quá vậy. Đều hình vẽ. Dạ. Tôi... Đó là chúa con, cái này chúa cha nè. Tôi là mục sư của giáo hội. Ok. Nhưng mà trước khi tôi là mục sư của giáo hội, tôi tu tại điện chư thần của núi Cấm Thiên Cấm Sơn. Nhà tôi ở dưới chân Ngũ Hồ Sơn. Và sát bên đó là Anh Vũ Sơn đó, người ta kêu là núi Cát. Ngoại Long Sơn. Dạ, Ngoại Long Sơn là núi dài năm dĩa, núi dài ba chút á. Rồi á là Sơn. Vâng. Ở đó có Bích Thủy Sơn. Bây giờ tóm tắt lại, tôi chỉ nói là như thế này thôi. Cắm ra. Tôi chỉ muốn nói là hồi xưa tôi là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi khóa 27 Thủ Đức. Và tôi là đại úy của pháo binh dù. Cái đơn vị pháo binh của tôi mà quý vị nghe nói là anh không chết đâu em á. Khi ông Đương ông chết á, ông Đương ông tự sát á, thì tôi về nắm pháo đội trưởng đó. Và sau 1975 lúc Đức Phim á, thì cũng tại vì anh không chết đâu em á, đẩy tôi ra ngoài Hà Nội 7 năm. Chứ thật sự ra cấp bậc đại úy, quý vị ở đây chắc quý vị cũng biết mà. Cấp úy là ở miền Nam chứ không có cải tạo miền Bắc. Nhưng mà tại vì anh không chết đâu em, nó ghét cái pháo đội đó. Thôi mình đừng có nói mấy cái đó nhiều. Trên này tuổi trẻ nó không có thích, giờ mình vô vấn đề. Dạ biết kiệt là biết cái gì nè. Dạ bây giờ như thế này, tôi chỉ xin hỏi ông thôi. Tôi biết ông có cái tấm lòng yêu thương quê hương và đất nước. Ông là ai đến đây để mở đạo? Và ông từ đâu đến? Từ đâu? Nếu ông muốn tôi nói thì nói tôi đi, cũng sẽ nói. Từ đâu. Kính thưa quý vị, tôi cũng được cái sự mặc khải của ông trên. Tôi đi tìm ông này. Ông tìm lâu rồi. Tôi tìm ông lâu rồi, con gái tôi tên ở bên chữ Thiên lâu rồi. Nhưng mà tôi là mục sư. Cho nên á, quý vị cũng phải biết rằng một vị mục sư không có co giò nhảy đại vào đêm tối khi mà tin một người nào đó. Và tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Linh. Thì Đức Thánh Linh mách bảo rằng con hãy đến đó đi. Người đó là ai thì con sẽ biết. Và tôi đã đến đây 2 lần. Nhà Thánh Linh ở đây thì nó có nhiều lắm, như là bên đạo Tin Lành, đạo Công giáo thì thường nói là ok, có 3 ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Tôi đến đây tôi chỉ hỏi ông 3 điều thôi. Mà nếu đặt trong trường hợp thật sự mà đáp ứng được cái yêu cầu để mà đem lại no cơm ấm áo cho toàn dân. 90 triệu đồng bào của chúng tôi đang trăm nằm, là tất cả trăm rồi. Vâng, đang nằm dưới ách thống trị của quỷ đỏ. Mà quý vị cũng biết. Mà tôi xin tuyên bố thẳng một câu như thế này. Nói nhiều, vô mang kính nhiều.
hỏi gì dạ, hỏi luôn. Vô vấn đề. Tôi chấp nhận đưa lên trên đó. Rồi vô vấn đề không? Mất thời gian. Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi, ba câu thôi. Rồi. Cái thứ nhất, tôn chỉ và mục đích, ngài làm gì? Tôn chỉ mục đích. Vâng. Lấy bác ái từ bi hòa đồng dân tộc, hòa đồng Bắc Cộng, hải ngoại quốc nội, trời dễ ở. Cái thứ hai là cái thứ hai là cương lĩnh chính trị của ngài là gì? Cương lĩnh chính trị là đảng viên cũng có thể vô, và HO cũng có vô, và mục sư cũng có vô. Những người có tâm lòng yêu nước, cương lĩnh có thì phải lên online tìm. Đó là do cái bộ tổng tham mưu của mấy bác HO ở miền Nam Cali đang soạn. Thì cái đó từ từ đón xem. Cho nên nó không có cái chuyện mà phe phái nào trên miếng yêu nước là được. Mục sư cũng vô được nè. Ông hòa thượng cũng vô được nè nghe. Cái thứ ba. Đó. Ừ. Tôi chỉ hỏi ông một điều đó. Nó còn nhiều cái sau lưng nữa. Là phương thức thực hành để đem dân tộc đi ra khỏi cái ách gông xiềng của chế độ cộng sản. Thì khi mà mình lấy từ bi để mình xóa hận thù thì cái gông xiềng tự nhiên nó sức, và đồng thời mình có tiếng nói tự do bầu cử. Rồi 6 triệu diêm hiền chắc xám mà Đức Thầy với Thượng Đế gửi ngoài này làm gì? Chẳng nhẽ chắc xám mà ủ lá chuối như kiểu bên Việt Nam à? Bộ không biết, họ không biết làm gì sao? Trời ơi, chuyện đó là tự nhiên, gông xiềng là đến ngày á, nó sức là nó sức. Mình cứ đọc hai bài kinh thiên đi, rất rõ. Nếu mà mình cần hỏi cương lĩnh như thế nào á, đọc hai bài kinh thiên thôi, nó rõ ràng ở trong đó. Không ai hiểu đâu, còn ở ngoài đó cả trăm đạo, còn có cái tầm tốt. Để sư phụ đọc cái thơ sơ cái cương lĩnh cho mấy người này nghe. Cương lĩnh này chỉ mới soạn thôi, nó có mười mấy điều. Cương lĩnh và ý thức chính trị của đảng Thiên Việt là toàn thể những điểm chính yếu tóm lược để hướng dẫn đảng theo đường lối chính sách xây dựng quốc gia, dân tộc phát triển. Cái này chưa có phải là final nha, final cho phụ phải trình về trên bài trên với Hùng Thiên Song nói approve. Phụ làm gì cũng phải trình, còn này mình đọc để mình có cái khái niệm trước. Số 1, ý thức tổ quốc và dân tộc. 1.1, ý thức rằng quốc gia Việt Nam đã trải qua bao ngàn năm bắc thuộc, bị phong kiến thực dân và cộng sản cai trị, đã đưa đất nước mất chủ quyền và nô lệ dân tộc, có nguy cơ bị đồng hóa và diệt vong. 1.2, ý thức rằng quyết tâm xây dựng quốc gia Việt Nam phát triển theo tinh thần nhân bản, khai phóng khoa học, văn minh và thịnh vượng, dựa theo nền tảng thiên tâm đạo, tôn thờ Thượng Đế, quý trọng nhân sinh mạng, người Việt biết tu sửa tâm tánh đạo đức, trọng hiếu nghĩa theo đạo lý ngàn đời của dân tộc. 1.3, ý thức rằng quốc sách đoàn kết toàn dân lấy ân báo oán, người Việt Nam và các dân tộc thiểu số trong các trong nước Việt Nam mọi vùng miền, không phân biệt gốc gác chính kiến phe phái, không phân biệt người quốc gia hay người theo cộng sản, tất cả người Việt có lòng yêu nước và yêu dân tộc Việt Nam. 1.4, ý thức rằng tinh thần quốc gia dân tộc, dân sinh, dân quyền và bình đẳng mới giúp dân Việt tiến bộ, không chấp nhận vay mượn tà thuyết ngoại lai, cộng sản Marx Lê chủ nghĩa xã hội và thuyết tiến hóa của Charlie Darwin. Số 2, nhận thức mục tiêu, nhận thức để thể chế chính trị quân chủ lập hiến là cần thiết cho Việt Nam, vì Việt Nam bị Tàu đô hộ bao nghìn năm phong kiến chuyên chế, cổ hữu cai trị thực dân, xâm chiếm chủ nghĩa cộng sản, tham tàn dùng chính sách ngu dân độc hại. Những độc hại này đã biến người Việt Nam thành kẻ mất tinh thần quốc gia độc lập, chịu chấp nhận làm nô lệ. Điều này đã dẫn dắt đất nước vào chỗ nghèo khổ, lạc hậu triền miên, có người trở nên độc ác. Do đó cần một thể chế chính trị dương đạo, trường kỳ luật pháp liêm chính, công minh kỷ cương mới xây dựng lại được đất nước Việt mới hùng mạnh và nền giáo dục văn minh nhân bản.
2.1 thành lập quốc hội, lập hiến, soạn thảo hiến pháp, mới đặt tổ quốc và quyền lợi tổ quốc dân tộc Việt Nam lên trên hết. Hiến pháp phù hợp, luân thường đạo lý dân tộc Việt Nam và pháp chế tam quyền phân lập lập pháp, tư pháp, hành pháp, vương quyền hành lãnh đạo tối cao. 2.1a quyền hành của hành pháp, trong đó có quyền hành của quốc vương. 2.1b quyền hành của tư pháp, quyền hành của quốc hội. 2.2 thiết lập và cải tổ hành chánh quốc gia, cần cải tổ nguồn máy hành chánh quốc gia từ trung ương đến địa phương sao cho phù hợp hoàn cảnh địa lý và xã hội Việt Nam. Nguồn máy hành chánh điều hành chính phủ không cầm cờn, nhân sự phải gọn gàng, có hiệu năng dù quản trị. 2.3 hiến pháp mới tôn trọng quyền tự do căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, ngược lại công dân phải tôn trọng và bảo vệ hiến pháp. Số 3 sách lược và kế hoạch phát triển, cần thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc toàn dân nhằm chỉnh đốn văn hóa đạo lý dân tộc bị chủ nghĩa cộng sản hủy hoại nhồi sọ lâu nay. Chương trình giáo dục này xây dựng trên tinh thần dân tộc nhân bản, khai phóng, khoa học văn minh và thịnh vượng. 3.1 công dân giáo dục nâng ý thức hiểu biết tôn trọng luật pháp quốc gia và môn học được nâng lên hàng quốc sách, có khen thưởng và xử phạt, duy trì sự học hỏi nghiêm minh. 3.2 đức dục là môn học nâng hiểu biết giá trị nhân ái, hiếu nghĩa, luân lý và trách nhiệm bảo vệ tài sản công dân, tài sản quốc gia để chấm dứt bản tính quen thói trộm cắp cướp giật do cộng sản để lại. 3.3 khoa học kỹ thuật không ngừng phát huy và áp dụng các lĩnh vực khoa học kỹ thuật tân tiến phát triển vào nông kỹ nghệ thương mại của đất nước. Số 4 về quốc phòng và an ninh xã hội. 3.4a quốc phòng quyết tâm xây dựng một nền quốc phòng hùng cường để đương đầu với Trung Cộng và các nước tham vọng xâm lăng Việt Nam trong tương lai. 3.4b an ninh xã hội xây dựng lực lượng cảnh sát quốc gia, bài trừ tệ đoan xã hội, bảo vệ dân chúng và tài sản của đồng bào, giữ vững an ninh trật tự xã hội. 3.5 kinh tế quốc gia dựa trên động lực thúc đẩy kiếm lời của muôn dân Việt Nam để họ được sống sung túc, ấm no, hạnh phúc và kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia. 3.6 chính sách ngoại giao mở rộng ngoại giao các quốc gia bạn lẫn thù, miễn sao có lợi cho quốc gia mình. 3.7 xây dựng xã hội để phát triển kinh tế. 3.7a mục tiêu chiến lược, kế hoạch có thể thực hiện cấp bách trong vòng 3-4 năm hoàn thành. Tất cả phát triển quốc gia muốn phát triển quốc gia chuyển cơ cấu hạ tầng phải phát triển cơ cấu hạ tầng trước: trường học phổ thông, trường học chuyên nghiệp, điện tử, trường dạy nghề ngắn hạn đáp ứng lĩnh vực cần thiết, bệnh viện, y tế, toàn dân, đường xá, giao thông, trên bộ, trên sông, ngòi, trên biển, từ đó giúp đỡ hỗ trợ sản xuất nông sản, hàng công nghệ nội ngoại thương, phân phối tiêu thụ. 3.7b mục tiêu chiến lược tiếp nối kế hoạch chiến thực, nói lên phát triển mục tiêu chiến lược xây dựng phát triển quốc gia phú cường lâu dài. Số 4 linh động điều chỉnh những đề cương trên cũng cần linh động phù hợp theo mỗi giai đoạn lịch sử và khoa học phát triển của thế giới. Số 5 xây dựng đảng viên thiên việt tiếp trợ cương lĩnh. Đảng viên thiên việt là những công dân Việt Nam yêu nước, đảng viên thiên việt ý thức, đảng viên thiên việt là những nhà trí thức có chắc ẩn với lòng dân tộc, được rằng họ là những người có sứ mệnh được Thượng Đế giao phó góp phần cứu nhân độ thế giúp đời. Đảng viên thiên việt luôn đặt tổ quốc trên hết, trên tiên phong trong vai trò phổ biến hướng dẫn thực hiện đường lối sách lược của đảng nhằm xây dựng phát triển kinh tế quốc gia. Số 6 điều khoản quyết tâm hoàn thành thực hiện chủ trương cương lĩnh này giai đoạn hậu cộng sản.
đó là chỉ đọc sơ thôi, chưa có final. Chư phụ còn phải thêm bớt, rồi cha cũng phải đọc qua, mấy chư Phật cũng phải đọc qua cái này, rồi những vị hồng thiên sông núi như vua nước Việt là ngài Trận Đạo phải đọc qua, rồi tất cả những vị mà theo dạy chư phụ gần mấy chục năm á cũng phải đọc qua cái này. Cho nên mỗi cái gì á, cả cái logo là 1 triệu tiếng nói cũng phải được approve mấy gì. Cho nên không phải cái gì mà kiệt này muốn làm thì làm. Đầu tiên á là cái này là do mình suy nghĩ ra. Chữ T là Thiên, chữ V là Việt. Nước Việt sau này sẽ thống trị thế giới này, cho nên phải ôm cái trái đất và bự nhất. Hoàng Sa mình nhất định sẽ lấy lại, nó không còn là một cái quyền của Trung Cộng. Trường Sa cũng vậy. Rồi mình muốn những cái bước đầu để hòa hợp dân tộc thì màu vàng, da vàng là da của người Việt, máu đỏ 100 họ Bách Việt, thì chữ T là màu vàng, chữ V là màu đỏ. Rồi mấy đứa đệ tử thêm mấy ngôi sao ngay cái chữ này, rồi giống như cà vạt vậy đó, không thác ba hạng đây. Nhưng mà mình cũng chưa biết là ở trên có đồng ý cái này hay không, nhưng mà đại cương thôi. Thì đệ tử Hằng Nga đây nó làm này, tất cả những gì từ logo tới cương lĩnh, cho nên mọi thứ cũng là đang còn trong cái dòng thăm dò mọi lòng người. Và có hiện bây giờ thỉnh thư để mà về trời, để mà thỉnh chuyện này về nước, có cả mấy nghìn cái thơ rồi gửi về rồi, để mà cho bề trên đọc là tất cả con dân nước Việt đã muốn sư phụ về nước thì họ đã viết thỉnh thư rất là nhiều. Nhưng mà mọi chuyện chúng ta nên nhớ nha, là khi Kiệt đầu thai xuống trần thì Kiệt là người khả năng xoay chuyển qua địa cầu này, xoay chuyển để mà cho bớt nhiều người chết. Nhưng mà bề trên thì lúc nào cũng đang đứng đây đầy gia hộ, nước Việt cũng vậy. Mà xuống đây một người con của Thượng Đế mà lập đạo rồi lập đời, xây đời, thì cả hai cái đảng Thiên Tâm và Thiên Việt, Thiên Tâm là một cái đạo, Phật Di Lạc là giáo chủ ở tầng trời Đâu Xuất Thiên. Xuống trần cái đạo được con của cha là người truyền tin thì là giáo chủ đời thứ hai. Nhưng cái đạo này rất là cũ rồi. Còn nếu về nói về mặt đời mà kiếp sống nhân sinh chúng ta, người hữu hình á, thì đạo này nó ra đời từ trại tù Nam Hà, Bắc Hà, Nam Ninh năm 1979 rồi. Cái đó mình nói hoài. Trở về cái đảng Thiên Việt, nó sẽ, ai hôm nay mà có một lòng trắc ẩn hay là có một cái kiến thức căn bản thôi, không có cần phải là gì hết, thì nó là một cái đảng hòa hợp dân tộc. Còn ai mà không thích hay là gì á, thì cái đó là để từ từ họ cũng sẽ nghiên cứu lại. Nhưng mà cái thời gian á, có còn cơ hội nữa hay không, cái gì á nó cũng phải có gốc có nguồn và có cái khởi đầu, chứ nó không có cái dạng như 30 tháng 4 lúc vô chạy vào đường. Thì sau chỉ đọc sơ sơ cương lĩnh à, nãy cái bác mục sư này thật sự không biết có ông mục sư ở nhà thờ nào, bác có địa chỉ không, bữa nào con tới con làm lễ. Ở Dallas Baptist Association. Dạ con biết ừ. Nhưng mà bác là một nhà truyền đạo, bác cũng ghét cộng sản kiểu đó, huống hồ chi là những người bình thường không ghét. Trời, một mục sư gì mà cũng ghét cái chế độ cộng sản nữa. Con đâu có ghét cộng sản, thương không hết. Tại nước Việt mình cũng ác lắm. Hồi xưa mới có tới Huế à, rồi chính chúa 13 vua giết hết người Chiêm Thành, rồi mới mở ra cái mảnh đất miền Tây, rồi tới mũi Cà Mau, rồi tới thời mặt cũ lấy đất của miền của người ta nữa. Chầu của mình là đại ác, cho nên mấy đại ca bởi nó xã nghiệp giùm mình, mình phải lại mấy ổng mới đúng. Mình còn mảnh đất hôm nay còn sướng hơn người Do Thái,
Đã thấy nó phải dữ dằn lắm, nó mới ở được có chút xíu, có cái dãy Gaza thôi. Còn mình mở bờ cõi rộng lớn. Nhưng mà cuối cùng mấy ổng là đang hưởng lấy đất của tổ tiên của ông bà mình rất là cực khổ, mà đi bán cho Trung Cộng. Cái thằng bị chết, thằng Thiết á, nó đứng ở Phan Thiết, nó chỉ ngón tay tới đâu á là nó mua hết tới đó. Trên thế gian này không có chuyện gì kỳ cục. Rồi có cái thằng khỉ tên gì ở Mỹ nè, nó mua hết bản quyền của tất cả của Lam Phương, của Trịnh Công Sơn về tay bản nhạc đó. Cái ngày mai nó tắt, chúng ta không có được nghe nhạc nữa, không có được karaoke nữa. Con thấy chuyện tức cười không? Một cái xã hội này nó tiếu lâm á, một thằng chỉ ngón tay cái là mình mất hết đất nước Việt mình. Một thằng á, nó làm cái tờ giấy gì không biết, rồi cái là tất cả bản nhạc của nó, tài sản của quốc gia đó biết không. Mấy thằng này là mấy cái thằng mất xác mất hồn, tội đồ của dân tộc. Rồi tự nhiên cái thằng Ngồi Hiền, trời ơi, lịch sử của mình 3-4 ngàn năm chứa đầy thư viện, tự nhiên đổi chữ lại. Rồi mấy đứa nhỏ làm sao biết được ông Trần Hưng Đạo là như thế nào. Mình nói chuyện Trần Đạo á, nó học nó XO hả? Có phải là mình mất gốc không? Mất tiếng nói là mất dân tộc. Đó là lý do tại sao Thiên Long Giang này á, hồi sáng mình chỉnh ông thầy đó, nó không phải là chỉ từ thiện, nó là một cái nôi, một cái ổ chim để đẻ ra muôn trùng chim con cháu của ở đây, cháu ngoại cháu nội tương lai cũng về đây để biết cái nguồn cội của người Việt mình, đó là Thiên Long Giang này. Ngoài cái chuyện từ thiện, từ thiện ăn chỉ có một đời hay là hai đời đây, cái này nó quan trọng hơn từ thiện gấp nghìn lần đó. Cái mảnh đất mình đang ngồi đây là một cái nền văn hóa của một dân tộc ở xứ người, có một nơi mà mảnh đất để cắm dùi, dũng chữ nó dễ hiểu. Có ai ngon á, đi về nhà cắm cái lá cờ vàng ba sọc đỏ trước cửa nhà đi, về 3 ngày á cũng có người dám tới là kiếm chuyện với mình á. Còn ở đây mình vẫn là hiên ngang cắm cờ, mình vẫn tụ tập ở đây. Mình vô đây là mình cảm thấy một cái nơi thanh bình, Thiên Long Giang. Rồi hồi nãy bác luật sư nói biết con là ai vậy đó? Ở núi Cấm. Ở trong núi Cấm thì ai cũng biết rồi, tại vì người ta đã nhuần nhuyễn gần cả 100 năm nay. Cái Xuân Hạ Tác Cuồng Thư nó đã ra đời năm 1940 trước khi Thiên Tướng Kiệt này ra đời. Chớ nóng nảy sân si hư việc, phải đợi thời vua Kiệt hồi quy, rồi Minh Dương gì đó. Thì hôm nay Minh Dương xuất hiện nè, ngồi trên đỉnh nè. Chứ nếu không á là mấy cái đó thành tiểu thuyết sao? Miền Tây ai mà không biết. Thôi được rồi, khỏi giải thích, kinh điển người ta biết rồi, chẳng qua Việt Nam người ta không nói thôi. Có một cái này á, phải đặt câu hỏi, đặt cái hỏi quan trọng. Một cái đội quốc gia đang thiếu nợ quốc tế, không có tài nguyên, không có biển cả, một cái gánh nặng của một cái một người mà lên để tiếp thu một cái thể chế sụp đổ như vậy đó, là một cái đống rác và một đám lớp trẻ 18-40 là đại họa vô văn hóa. Rồi làm sao trong vòng 3 năm mà một nước Việt lên thành cường thịnh, rất là khó làm, nghe cũng khó lắm, nhưng mà không có khó. Hỏi mấy câu vậy đi thì ta trả lời cho. Sư phụ, trong giai đoạn mà chuyển tiếp á, giai đoạn nó xáo trộn lắm, những người lợi dụng cái đó để nó đâu xáo trộn đâu. Bữa giờ công an ăn hiếp dân, dân tới nhà công an, ở bển thằng nào làm công an hay dân nào ai không biết nhà nó ở đâu. Dầu cho nó có 10 cửa sắt á, nó lấy cái máy hàng nó cắt cửa sắt vô con đập con chết á. Cho nên cái đó là cái nhức đầu đây nè. Thì đó là chờ chúng ta về để mà mình đem mấy công an đó đi du lịch qua Mỹ, rồi cải tạo của họ bằng cách nào, phải cho họ qua Houston rồi uống Starbucks rồi ăn McDonald's, rồi từ từ là cải tạo. Chứ còn ở Việt Nam mà đem ra chạy tù như kiểu mà Nam Hà Côn Đảo, họ cũng vẫn không có biết được cái thế giới tự do như thế nào. Cho nên đó, mình phải đem họ qua Mỹ, 4.5 triệu đảng viên cho du lịch qua Mỹ đi chơi, về Thiên Long Giang chúng ta ngồi thiền. Đó là cách cải tạo của sư phụ. Giai đoạn đầu giải phóng sư phụ, thì mấy ông này có một cái lực lượng công an và quân đội tiếp quản để bình định, ổn định cái an ninh. Thì lúc đó cái Thiên Việt hay là cái Thiên Tâm của mình là cái nào để ổn định? Cái này thì chuyện cơ mật,
chùa không biết, chùa cho lên mạng nó chỉ 30%, còn cái chi tiết như thế nào chùa còn biết, chi tiết như thế nào Nhật và Mỹ nó đánh Trung Cộng như thế nào nữa kìa. Nhưng mà anh nói này đâu được, con chỉ biết có lòng tin với cha, có lòng tin với tất cả những nhà tiên tri lỗi lạc, Notre Dame hay là Đức Thầy hay ông Trạng Trình, thầy sư phụ sẽ về làm vua nước Việt là thiệt. Còn cái chuyện này chùa đâu có biết được. Ô, biết nhưng mà không dám nói, tại vì nói mất công nó nó để vài cục đá hay cản đường mình đó. Nhưng mà làm chuyện lớn thì không có sợ đá hay núi, đá núi cao chừng nào thì hù leo chừng đó. Thì hù đâu có mặc áo giáp đâu, đâu có mướn body guard như kiểu Hoàng Kiều đi đâu có hàng Mỹ body guard. Ông làm gì ông sợ? Ở Houston này bắn súng thiếu gì, thằng nào đứng sau này bắn trái đi nó sẽ có. Nhưng mà từ bi không có kẻ thù. Người nào mà có khí ý tưởng mà hại sư phụ là họ đã giết đi cả cuộc đời và dòng họ của họ rồi. Có ý tưởng thôi. Con thấy trên đời này Chúa đâu phải là dễ cho ta đóng ba cây đinh. Chúa đã biết chuyện gì sắp xảy ra trước. Chúa chỉ biết là cái chúng sanh thời 2500 năm trước rất là khó dạy, chỉ đóng màn kịch thôi mà, Chúa đâu có chết. Con có hiểu không? Nhưng mà thời nay á, sư phụ muốn đóng kiểu đó, sư phụ muốn đóng trọn vẹn luôn. Sư phụ sống tới 88 tuổi đừng lo. Thầy nước Việt mà còn bất công thì sư phụ phải tái sanh nữa, không có chịu. Nó sẽ là không có ai mà ghét sư phụ hết, người nào ghét sư phụ người đó vô lý. Chỉ có một số ngậm bao thư rồi lãnh tiền á, rồi vô minh á, gọi là siêu ngu á, thì nói càng làm đại rồi đại khái thì nó sẽ có mấy vấn đề đó. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, cũng phải có những thành phần đó để mới biết là mình là họ mới sợ mình, họ mới là mới nó phá mình đúng không? Còn nó không sợ đâu cần tới đây phá. Đáng Thiên Việt không phải Thiên Đăng Kiệt này thành lập, Thượng Đế thành lập, cũng như cái đạo Thiên Tâm của mình. Sư phụ là con cha, sư phụ mang thân phàm, mang lấy trí bát nhã của người đời để mà thực hành thôi nha. Cho nên ai mà muốn chống trời thì cứ việc chống. Trên thế giới này chưa ai gan mà dám chống ông trời vậy. Đồ ăn á, tự ăn đi, tôi ngồi đây chơi một chút, nghỉ mệt. Ai muốn ăn gì qua lấy đồ ăn. Là chúng ta đã thành công, không còn lưu luyến thế gian, đi về với cha thì cũng là cái ý đó. Cho nên đứa nào đọc kinh cũng là cái ý đó, còn đóng đinh đóng cây hay cắt cỏ cũng là cái ý đó, cũng là tu á. Chứ đừng có tưởng mà làm như kiểu một lông hay mấy đứa này mà không tu, đều là tu hết. Tức là mình vui khi lúc mình ra đi là mình vui, mình nhìn bạn bè của mình á, hôm nay mình làm được gì cho nó, còn á, tụi nó ở trong nó làm được gì cho gia đình. Còn mấy đứa con là làm được cho cả một cái thành phố Houston này 300-400 nghìn người, đó là chuyện vĩ đại. Mà không phải chỉ cái thời đại này, mà những cái thời đại sau họ sẽ lưu truyền rồi kết nối đi sau đó. Cho nên ông Hoàng Hồ nói đúng, trồng cây phải trồng cho đúng nghe Thái tử. Mấy đứa đại tử của Ngài trồng á, mà mai mốt đông lắm, xe vô đây đông lắm,
rồi phải nhổ cây ra, rồi phải mở đường lộ lớn. Cho nên mình làm gì á, mình phải tính đường lộ và tính cái chỗ đầu thoát kinh. Dạ, con xin thầy nhận con làm đệ tử. Tên gì? Dạ, Nguyễn Thị Kim Tiến. Thiên Kim Tiến. Dạ. Ở đọc lớn lên, mấy chư thiên đang đứng dạ, đây nè. Thiên mấy Kim Tiến. Tại vì gặp sư phụ á, đừng có nghĩ là một mình sư phụ. Mấy vị ở đây khoảng mấy trăm người ở đây đó. Có 18 vị A-la-hán lúc nào cũng giao hộ với xác phàm này. Rồi mấy ông rồng là thôi khỏi nói, mỗi cây có mỗi ông kìa. Dạ, như là Phật sư phụ. Rồi con về nghỉ ngơi nha. Con đó, đó ghi một lần được rồi. Trời ơi, thần thông mà đừng có tham thần thông. Cái là nó có hiệu lực rồi. Để con hỏi ý kiến sư phụ trước. Không sao đâu. Về con phát cái đó ra đi. Dạ, dạ. Hồi nãy đây con phát nửa rồi hơn nữa sư phụ. Có tiếc là không? Dạ không. À, vậy mới hay á. Phát mà còn tiếc cứ nghe còn lòng tham. Dạ không, không tiếc mới là đúng. Tại vì phải mà con phát nữa, con nãy ký rồi nói con phát nhiều. Để cho để đừng hơn tiếc. Hơn nửa rồi sư phụ. Nhưng mà phải giữ lại tắm nha. Dạ dạ. Lỡ ban đêm có ngủ không được á, lấy chừa lại một tờ. Hữu ngồi nghỉ mệt rồi mới nói chuyện tiếp. Hữu có nhiều chuyện để nói lắm nhưng mà tự hết hồi. Trời nó hầm hầm cũng khó nói. Mình đâu có phước như mấy ông thầy, mấy ông cha có máy lạnh rồi phải không? Rồi có bụt, rồi có microphone. Mình thuộc loại con của ông trời là đi giảng đạo gốc cây xó này xó nọ không. Nhìn lên clip ấy, toàn là gốc cây đâu không à. Gốc cây với băng đá công viên đâu không à. Ngày hôm qua đi bộ vòng vòng nó cũng kể về đống chuyện cõi trời. Trời ơi, nhiều người khoái nghe mấy vụ đó. Nên xuống trần á, vô không có đủ phước bằng mấy ông thầy áo vàng thời nay. Ngồi mai á, là mùa này nó không có mũi cắn không à, nó chỉ có con gì nó bu bu mình á. Không có mắt quá, không có mũi là cũng đỡ đó. Thì bữa hở ngồi ngay gần cái đống thân bò cách có ba bước sao nó hơi hôi mùi kỳ kỳ. Điển thiên này đâu có mùi hôi nhưng mà nhìn lại không có chỗ ngồi, thôi kệ nó, hãy ngồi gần đống thân bò. Lại con bò nó cũng mới có buổi sáng ấy, chừng cái vài tiếng mình ngồi cái bên nó khô cũng đỡ nghe vậy đó. Mà được có một cái là tên của vô phụ là trong Google người Việt Nam khắp thế giới tìm là mỗi ngày 260.000 tới 300.000 người đi tìm cái tên vô phụ. Tức là họ tìm hiểu. Cái người nào mà được nhiều trên Google search là vô phụ là người trên nước Việt đi tìm tên nhiều nhất. Sư phụ nói speaker không? Nghe mệt chứ mà kiếm gì ăn. Dạ. Ngồi ở đây có ít người nói là nghe hết rồi phải không? Sư phụ nói về thầy Pháp Hòa. Thôi đụng chạm. Nhưng mà sư phụ nếu mà khởi cái đề tài này thì sẽ nói như vậy. Sư thường tấu về trên thiên đình về ông thầy Pháp Hòa. Về những cái hiện tượng những thầy giả thời nay như ông Trúc Lê Minh hay thầy Nhật Từ sư phụ tấu về trời chứ nè. Họ là giả so với Atula. Về đây đa số. Rồi cái mấy gì mới nói chúng sanh họ vô minh đó. Nếu mà họ tin thiên tử, họ tin thái tử, họ tin cái thời tận tế, họ tin thượng đế, họ tin Phật Di Lạc là người hiện bây giờ là đang tiếp nối để mà dựng cái lăng nghiêm, dựng cái đạo Phật trở lại, tức là đang mạt pháp, thì đâu có cần những Atula, những giả so này. Vì chúng sanh có cái nghiệp, họ không có cái trí tuệ, họ không có đuốc đi. Còn mấy con là đi đôi hia bảy dặm, đi ngang cái là gặp sư phụ, gặp thiên tâm, gặp cha gặp mẹ. Là mấy con có đại phước hơn là cờ gù cờ gật, đại phước hơn là con chim. Thì để cho những người nào có nghiệp của người đó. Cũng như ở tù cũng phải có người cai ngục chứ. Cai ngục nó dữ lắm á. Hồi xưa nó cũng ở tù rồi nó cũng xăm mình, rồi từ từ nó ra tù nó mới thành cai ngục. Thì cái thế giới là như vậy.
đâu phải một bước một là có phước gặp được Thiên Thế Kiệt này đâu, thì phải cần họ có họ. Thì sư phụ phải cảm ơn những cái người này, họ bầm dập. Cũng giống như những không có những cái chuyện giống như hồi xưa mấy đứa đệ tử của sư phụ là toàn đệ tử thầy Roma, thầy ông Phúc dạy bái thiền tầm 7 á, tạ không á. Họ không bị bầm dập, họ bị không bị bế tắc kinh mạch thì làm sao họ về núi để mà sư phụ giải được họ. Họ bị điên á, chết sớm nữa. Với nãy sư phụ nói cách mà để nhận diện một thiên tử giả thì làm gì có thần thông, làm gì có rồng hộ mạng, làm gì trị bệnh được tà hay là ma quỷ được. Cái đó là thiệt đó, con hiểu không? Nó những người mà về núi Thiên Long Sơn hơn phân nửa là đều bị bệnh gọi là bệnh trượt á, sư phụ giải hết. Mấy đứa hồi thiên gần vô hộ, đứa nào lấy mặt cũng phải tươi tỉnh. Họ thiên chúng ta căn bản là ngày nào cũng phải yêu đời nghe, cũng phải aggressive phải không, năng động phải không, và đồng thời không có bị nhức đầu, không có bị giống như bị người ta ém, mấy đứa con bị trượt ém á, nó làm mình khó chịu trong người lắm, nó có vợ á, tại vì nặng nó ém mình á. Những đứa họ thiên xung quanh á là không có bị, là cứ gần sư phụ là có cái điển thanh bảy dòng hầu an của sư phụ là phủ hết cái vùng này. Hôm nay ai ngồi đây là may mắn cả năm á. Mấy người thiên tử giả, mấy ông thầy giả đâu có mấy cái này. Cho nên có những cái mà nếu mà người á, mà đừng có hồ đồ, đừng có làm mất duyên kỳ này, đừng có gọi là làm những cái chuyện mà phạm thượng lớn á, thì họ phải ngồi nghiên cứu. Sư phụ thường nói sư phụ là nửa người phàm, nửa không phải người phàm. Nửa người phàm thì đang ăn cơm, nửa không phải người phàm là những lời bông hoa, những lời hay ý đẹp để mà lưu truyền nhân loại, để mà khi ai mà nghe những cái lời sư phụ nói á, vô trong cái tai á, cộng lại sư phụ có cái điển thanh á, sẽ nhớ. Khi nhớ lại gì giống như khẩu quyết cũng như võ công vậy đó, ai đụng tới mình là mình đánh vậy đó. Thì lời của sư phụ là truyền cái khẩu quyết, truyền cái tâm ấn, để khi mấy con ra đời á, gặp những cái chuyện mà bức xúc hay là lên cơn giận khi con mình làm gì, mình không có nên tát nó bạc tay. Có nhiều người không kềm chế được lấy rút mắng nữa đó, là vì họ không có phước để nghe được cái âm thanh của sư phụ. Những người nghe được cái âm thanh directly sư phụ là có cái điển thanh, không có làm những cái chuyện đó thì con được cái gì? Không bị tử hình, không bị ở tù, không bị mất nhà, không bị mất tài sản. Nhiều khi mình nóng nảy với một người nào chỉ vì ăn gian ăn lận mình, hay là mình về nhà mình thấy vợ mình đang nằm với ai, mà hôm nay mấy con mà ngồi đây nghe những lời sư phụ nói, sư phụ là nửa người trời nửa người trái đất, thì mấy con cũng đã cảm nhận lại cái xác này vô thường. Hôm nay mấy con về nhà thấy con vợ mình nằm, chúc bà vui vẻ nha, bảo đảm mấy con có cảm giác đó. Còn mấy con mà không có nghe lời sư phụ mà về nhà không nghe âm thanh sư phụ để mà truyền vô á, là mấy con vẫn là người phàm, sân si lên liền. Tại mình không biết là lúc đó làm gì vô tủ để cái rầm là bị gì đó. Nó quan trọng là chỗ đó, gặp sư phụ hay không gặp sư phụ là chỗ đó. Duyên lắm hay là... Duyên. Cái gì? Nó là duyên. Thì có duyên, con có duyên mà. Nếu không có duyên thì làm sao mà sư phụ có 5-7 nghìn đệ tử ngày đêm á, không có ngày nào sư phụ được nghỉ ngơi 365 ngày luôn ở Thiên Long Sơn. Ngày nào cũng có người về thăm, có những đứa đệ tử ruột á mà về Thiên Long Sơn phụ ở Houston về sư phụ cũng không nói chuyện nữa, tại sư phụ dành cái hơi để nói chuyện với mấy người ở xa ở lạ. Còn thầy trò gần thì không gặp kỳ này gặp kỳ sau. Nhưng mà 365 ngày chưa có tính thứ bảy chủ nhật, mấy con coi clip á, trời ơi khủng khiếp, đông dữ lắm. Lúc nào cũng vậy thì là cái gì, người ta cũng còn có một chút xíu là nhân chi sơ tánh bổn thiện đó. Nhưng mà một lần đâu ngộ được. Mấy vị Phật dạy sư phụ á, mấy tổ á, là con á là
phải giống như là xương lúc đầu á, mấy năm trước xương từ từ thấm đất, sau này thù cũng vẫn còn nhiều người không hiểu thù luôn. Thì lúc đó một vị lớn khác nữa, con á, giống như nước nhiều thấm đất, tức là phải nhẫn nại rồi từ từ á, họ mới ngộ, chứ không phải một lần về núi là ngộ. Một lần về núi đầu tiên là họ chỉ xin cái đồng tiền hồi nãy để cho cái cơ sở họ phát triển, cho con của họ ban đêm đừng có bắn game, đừng có bị ma rồi thôi, đại khái gì đó. Rồi lần thứ hai á, họ thấy có hiệu nghiệm á, họ mới về. Có ai ngu đâu mà đưa cái chán cho phụ dễ liền con? Không có. Mà giàu có đưa thì phụ cũng không nhận liền nữa. Mà cái người mà vừa qua mà đưa cái chán cho phụ dễ đó, là họ đã nghe chị em bà con Việt Nam á, đã nói nhiều rồi, thì họ tin theo những người đó, sư phụ cũng không chấp nhận. Họ sư phụ muốn bản thân đích thân người đó phải có cảm nhận kìa. Chứ còn đa số về núi bỏ cái vé bye bye. Nghe sư phụ nói có ngập không? Hả? Nói gì với sư phụ, nói chuyện với sư phụ. Thì đó là sư phụ đang truyền tâm ấn cho mấy con để đừng có bớt sân si đó. Còn nghe trên đài nó cũng có hiệu lực nha, nhưng mà nó chỉ là giống như năm thôi. Còn cái này mới là vô 10 luôn nè. Ở trên thế giới, tại sao qua cái mùa Covid ai á mà bắt cái clip với sư phụ đọc kinh thì càng tốt, mà clip nói chuyện thôi, bảo đảm người đó sẽ ngủ được. Sư phụ guarantee là gì? Khi sư phụ xuống trần á, sư phụ có những cái lực, mình dùng cái lực thôi để mà làm cho nhân loại cái tâm bình an là chủ yếu, để mà qua cái thời sàng lọc, qua cái thời tâm con người bây giờ không có ai mà tịnh tâm được á. Tâm nó xáo trộn thì đầu óc mình xáo trộn, đầu óc xáo trộn dễ cau có, đúng không? Thì những người lớn tuổi đa số là nhìn thấy tùm lum xung quanh, tiền bạc nhà cửa con cái mà ngủ không được. Chỉ cần bấm cái clip sư phụ sẽ ngủ được. Tại trong đó sư phụ mẹ với cha đã cho sư phụ có cái thần lực đó để làm cho nhân loại được bớt khổ, dùng chữ là bớt khổ. Rồi cứu khổ là tự của con phải cầm đuốc đi nha. Tha lực là sư phụ cho, cha mẹ thượng đế và Phật cho. Cầm cái đuốc đi là cầm cuốn kinh, rồi sau đó theo dấu thiên tâm để đi đâu á, mình có gặp cái chuyện gì buồn hay là mình đứng chờ một cái line nào làm giấy tờ á, mình cầm cái này á, mình mấy vị đứng ở đó, tại chỗ nào cũng có ông thần thổ địa đó, mấy vị có thể biết mình là người hiền và đồng thời làm cho mình có thể may mắn, giống như thi quốc tịch Mỹ. Ai mà đeo này là bảo đảm đậu được hết, thiệt á. Tại vì mấy ông thần ở đó, mấy ông biết người này là người tốt, hôm nay là cái dấu này là cái dấu của ai là mấy ông biết. Cái dấu này rất là quan trọng trong cái thời đại này. Hồi lúc những năm đầu mấy đứa mà làm dấu này bên Việt Nam á, rồi nó cũng là tâm thành lắm. Rồi nó xin phép sư phụ cho nó làm, tại sư phụ không có ham tiền. Sư phụ làm á, sư phụ giờ làm gì cũng nhiều tiền á, làm nón hay làm gì á mà mang tên sư phụ là cũng có tiền. Sư phụ không có mua làm gì, sư phụ cho người Việt Nam làm. Thì tụi nó xin phép, con có biết mấy đứa làm á nhiều lắm á, con nghĩ bao nhiêu. Thì họ thiên cũng vậy, họ thiên chúng ta là không có ban bệ, không có marketing, không có ai mà nói những lời gọi là không có thật. Những lời sư phụ là thật thì hàng đệ tử xung quanh cũng phải là thật. Mình dùng cái tâm thật để mình đi độ đời và phục chúng. Mình không có cần phải phô trương hay lên mạng hay là nói gì. Mình ngồi đây, mình không có biết, nãy sư phụ không biết được ngồi đây nữa, tưởng đâu ngồi ngoài kia. Thì cái gì nó cũng phải là thật. Thì sau này á, con có biết cái thật đó, đó mà hôm nay á là mấy chục triệu người đeo cái dấu này, trong đó có hàng lãnh đạo Việt Nam rất là đông á, mà đeo dấu trong người thôi. Nên họ thiên là tự đốt đuốc đi là chính, phụ cho cái tha lực, tự phải đọc kinh, tự phải biết về Thiên Long Giang, ít nhất là một tuần cũng phải đi vô đây một buổi, cầm cái nhang khấn thì chạy ra cũng được. Giống như mình làm đâu ở đâu á, mình vô đây một tiếng đồng hồ, đem một bánh mì đó ngồi đó ăn. Vừa hoặc là vô khắng ông Sơn Thần ở đây ở ngoài cũng được, không có hai nhà. Thì là mình có phước, mình cầm cái nhang mình khắng cho ổng một cái.
Thì khi mình về nhà mình thì nhà mình cũng là ổng cai quản, ổng cũng là thổ địa ở khu nhà mình luôn á. Thì mình biết mình được biết bao nhiêu phước lộc. Mà cái này những tiểu bang khác nó không có phước. Chỉ có Texas, Houston là có đại phước. Tại vì có ông Hồ Thu nó tên ổng luôn. Nó tên một vị thần cho dân Houston biết, đâu phải là chuyện bình thường chứ phải xin phép ổng á. Bây giờ cả Houston ai cũng biết là trong nhà mình có ông A Hồ. Rồi cả khu thương mại Hồng Kông, nguyên cái khu đó ổng cũng cai quản. Muốn lên, muốn xuống, muốn phồn thịnh phải xin ổng. Ổng cho thì lên, ổng không cho thì từ từ băng rắp si nghe, đóng cửa. Đó là thật. Chỉ có dân Houston ngay chỗ nơi này mới là đại đại phước. Dân ở San Jose, Berkeley, Thiên Long Sơn không có phước. Là vì ngày xưa sư phụ đi tu năm 2007, bỏ cái building gần 7 triệu bạc. Rồi sư phụ tu theo đại thừa, thì lúc đó cả chục nghìn Phật tử rất là thương sư phụ. Là một người giống như bỏ vợ, bỏ con. Thì lúc đó là cũ bà vô chùa, bà cứ chửi tối ngày. Bà nói ông đi tu á, ông không có cần building bự như vậy. Mà sư phụ lúc đó có 4-5 cái building cho hãng của bà luôn, cho building luôn, bà cũng vẫn dành cái building đó. Thì nó tóm tắt lại, thời sư phụ đi tu có khoảng chục nghìn đệ tử thương sư phụ. Và sư phụ gia viên tất cả những hòa thượng trên thế giới, người Việt Nam á, hòa thượng nào cũng biết sư phụ mà. Chỉ sau này có cái clip mà lễ quán đảnh á, hòa thượng Thích Thán Quang á làm lễ quán đảnh cho thiên tử á, là ổng có thần thông á. Tại vì xuống trần cũng phải giống như là cái buổi lễ giống như đăng cơ vậy đó. Thì hòa thượng Thích Thán Quang ổng vừa mới mất hồi mấy tuần trước. Phật tử họ chấp, họ không tin Phật Di Lặc, cộng với mấy ông thầy tu mà chưa có mở nhãn thì đâu có biết sư phụ là ai. Rồi đến lúc mà sư phụ phát tâm mua Thiên Long Sơn năm 2014, thì sư phụ thờ, sư phụ tiếp xúc với mấy vị thần Hồng Thiên Sông Núi nước Việt, tiếp xúc được với Hòa Thượng Tế Công, Tổ sư Bồ Đề, tiếp xúc được với Phật A Di Đà, tiếp xúc được với Phật Dược Sư. Đại khái là chuyện gì cần vị nào thì mình vị đó dạy sư phụ, Phật Bạn Âm cũng tiếp xúc. Nhưng mà về mặt mấy ông thần mà sư phụ thờ ở ngoài phía ngoài chỗ Thiên Long Sơn á, mà nhìn xuống á, có ai qua bển sẽ biết. Mấy Phật tử chửi: ô, anh Kiệt tu ngồi thiền, anh tu ngồi thiền rất là giỏi nghe. Xưa sư phụ ngồi thiền chiếc già không à, ngồi cái là 3-4 tiếng à. Thì mấy bà đâu có hiểu gì đâu. Mấy bà nói là mình đà. Tại vì mấy ông thầy trong chùa chỉ thờ Phật A Di Đà, Phật Quan Thế Chí, Quan Thế Âm thôi. Mấy trong chùa không bao giờ thờ thần hết á. Còn sư phụ tiếp xúc với mấy vị thần, mấy vị thần dạy sư phụ rất là nhiều thứ về mặt đời. Thì sư phụ thờ những cái tượng ở ngoài đó, còn thờ luôn Long Dương rồi này nọ nữa. Thì cho nên bị người ta chửi là tà. Mà toàn là ai chửi? Những người vô chùa của mình, ăn ở trong chùa của mình. Tại vì sư phụ là đại thọ hết. Rồi đọc kinh là của mình in ra, bồ đòn của mình đi mua, everything là sư phụ. Vậy mà không biết cảm ơn, biết tu, biết Phật, mà bước ra khỏi chùa là chửi thằng Kiệt. Nó bây giờ nó tu thành tà rồi, nó thờ thần tùm lum trên núi. Rồi đến lúc mà ở trên mà ra bài kính thiên cha mẹ kêu lập đạo thiên tâm năm 17, sư phụ còn bị chửi tan nát nữa. Rồi ở trong chùa hai ông chủ trì, ông nào mỗi lần có bồ á, bị má bà Phật tử cạo gió một cái là đi ra khỏi chùa, để đi ra ngoài nó im ấm hơn, để chùa sư phụ bự lắm, bự nhất ở Bắc Cali mà. Thì là ai bị chửi? Kiệt này bị chửi, Phật tử San Jose chửi nát hết, tới ngày hôm nay cũng vậy. Họ chửi sư phụ nhiều quá, họ mất phước. Rồi hôm nay họ biết, mấy ông thầy đó cuối cùng có bồ rồi, cũng lòi cái đuôi ra. Thầy sư phụ đã bị chửi gần 5-10 năm rồi. Cái tiếng vang đầu tiên á, nói xấu sư phụ, thì cái người đầu tiên nói thì hôm nay sám hối. Nhưng mà họ đã lỡ một, họ nói 10 người, 10 người nói gần 100 người. Cái tiếng vang nó cứ đi hoài. Những cái người mới nghe thì người ta đâu có biết. Cho nên cả cái Bắc Cali không có đủ phước để mà mang cái dấu thiên tâm bằng ở Houston này. Gọi là bục nhà không có linh á. Cũng như Phật Thích Ca ngày xưa cũng vậy, phải đi hàng nghìn cây số thì nói chuyện người ta mới độ được. Chúa cũng vậy, về tới làng của ổng là bị chửi, con cha thợ mộc chứ có gì lạ đâu. Cái hồ cũng bị yên vậy.
Cho nên dân Houston ở đây có đại phước, mà cái này sơ khởi như vậy mấy con phải gán nắm giữ cơ hội. Chứ hộ không có làm gì tai tiếng, nhưng mà có những lúc quan ức trong cuộc đời tu hành á, không có giải thích được nghe. Bây giờ một hòa thượng đang nổi tiếng khắp thế giới, ổng có bồ, ổng đi ra khỏi chùa, mình biết rõ, ở trong ban trị sự biết rõ, có ai dám lên đính chánh không? Tại trong luật Phật có cái nói áo vàng xử áo vàng, áo màu xử áo màu, mà đụng tới áo vàng là phạm thượng. Mà sư phụ đâu có bao giờ đính chánh, cứ bị quan ức. Ngày nào sư phụ ngồi trên núi ngồi buồn, lâu lâu có một bà Phật tử lên á, Kiệt, tại sao con làm như vậy? Con là nhà từ thiện, bác rất là hâm mộ con bỏ hết tài sản hãng xưởng, con vô con ngồi thiền đọc kinh, đọc lăng nghiêm rào rào, mà tại sao á con lại còn chết, rồi con đuổi thầy của con ra khỏi chùa. Trời ơi, bà nói rồi giờ mình cãi như thế nào? Con thiệt á là tạo một rừng công đức mà lại quẹt như quẹt, còn đủ kiểu để mà bị trách, vừa bị oan nhiều lắm. Cuộc đời là bị oan ức rất là nhiều. Họ bị vô minh kia lắm đó. Không phải họ vô minh, nói không phải không đúng. Tại vì họ bị cờ gù cờ gặp. Trong mắt sư phụ, mỗi lần mà khóa tu ở chùa Freeman, hiện giờ chùa Freeman đang còn á, đang hoạt động bệnh. Trong mắt sư phụ nhìn cái 700-800 ông mặc áo vàng, cả mấy nghìn Phật tử chùa lớn mà, vô áo chàng, rồi có những ông mặc áo nâu thì thị giả. Nhưng mà đa số sư phụ nhìn thấy mấy ông áo vàng không có hào quang. Trong mắt sư phụ, ai có hào quang sáng thì người đó tu đức độ. Ai có hào quang mà nâu nâu đen đen là ông đó không có đức độ. Chưa có ông nào mà sư phụ thấy được là ba dòng hào quang hết. Chỉ có mấy ông thầy Tây Tạng lâu lâu có ông Ấn Độ qua thì có 2-3 dòng. Trong mắt sư phụ là hào quang thôi, chứ không phải cái màu áo. Còn mấy con nhìn là nhìn màu áo. Ông nào tu cả đời là chùm cái mão đỏ lên là mấy con gọi là đại hòa thượng đúng không? Nhưng mà trong mắt sư phụ không có tính vậy. Nhưng có một lần á, năm 2014-15 gì đó, có lễ khóa kiết hạ, có một ông thầy nhỏ xíu mà đi đâu cũng bị mấy ông thầy bự sai như giặt vậy, ô đem cơm tới này nọ, trời ơi, la gầy ông đó. Nhưng mà sư phụ thấy ông hào quang sáng. Còn mấy còn ông sư phụ của ông á, hào quang đang thui à. Nó đi ngược. Sau này sư phụ mới hỏi mấy vị là như thế nào, đó là một vị Bồ Tát. Còn mấy ông thầy cũng là người thường thôi. Hồi lúc mà những năm khởi đầu mà về chùa chiền tu hành á, sư phụ đi khắp Ấn Độ, đi tùm lum hết, rồi gieo du với những thầy ở trên chiếc OV nhà bự thì đóng cửa nhện văn vậy đó, lái chiếc OV rồi đi vòng vòng chùa này chùa kia ngủ rồi đi tứ xứ, single man mà. Thì gặp ai cái đầu gối cũng lại, tại cái luật Phật tử là phải lại thầy. Những cái năm đó trời ơi, học đủ kiểu, mỗi một thầy sư phụ học mỗi kiểu mỗi tánh hết. Thì có một ngày mấy vị trên xuống thái tử, cái đầu gối của thái tử á có vạn, không phải ai cũng mà lại đâu. Mấy người này phải tu hàng triệu kiếp á, triệu á, chứ không phải nói nghìn nha, 1 triệu kiếp á, cũng không có bằng thái tử nữa. Thái tử đã thành Phật rồi, hôm nay thái tử chỉ xuống làm nhiệm vụ thôi. Nhưng mà đúng ngày đúng giờ, cái A Lại Giới Thức nó kêu mình phải buông hết. Đang làm chủ ngon lành đâu có ai cấm mình đâu. Sư phụ mà muốn làm tỷ phú như kiểu Elon Musk á, ngày xưa mở nhiều building đi, không, nhiều là đủ. Rồi giao cho vợ cũ hết. Mình chỉ cần cái building để mình đem thầy đồ vô để mà quần pháp thôi. Nhưng mà đến sau này á, Đức Thầy với mấy vị lớn mới gõ đầu. Đó là nói là giống như cái thử thách đã qua rồi, hôm nay phải đi ra độ đời. Nhưng mà không nhờ năm 2007 cho tới mà sư phụ vô tu từ Thọ Bát Quan Trai, sư phụ cũng biết nghe không được ngủ giường nghe, ăn một ngày một buổi nghe, không được ăn đói bụng ban đêm ăn, tức là môn khóa tu nào của đại thừa sư phụ cũng biết hết. Thì mình mới biết là mấy vị chỉ cho mình biết một bề ngoài thì như vậy, nhưng mà ở trong á
nó ê chề lắm á, chùa dùng chữ ê chề thôi. Thử vô chùa mấy con sẽ biết. Thầy với thầy BD đánh ghẹn nhau. Em dâu của sư phụ chở ông thầy đi bác sĩ, câu cổ hung ta, nhỏ nó đâu biết, nó bất ngờ đâu có phản ứng được. Nhiều chuyện ê chề lắm. Mấy cái giường á, gom ra toàn là bia với khô mực với tôm khô. Mình không có nói chỗ này nhưng mà nó nhiều cái đó. Nhưng mà sau này mình mới hiểu, à dầu sao á cũng hơn là người phàm mặc áo đời như chúng ta. Cho nên sư phụ không muốn đụng tới thôi. Sư phụ sống từ trong chùa ra, thì từ đó sư phụ mới biết được những cái gì mà để truyền dạy lại cho nhà, cho họ tử, đệ tử họ Thiên. Sư phụ mới lập ra một, mới nghĩ ra một cái phương pháp. Mục đích mình tu không phải là cái hình thức và cái công thức hay là thọ bát quan trai, mà mục đích mình tu là để sanh ra trí tuệ. Cho nên bây giờ á, trong cuốn kinh Thiên Tâm á, chỉ cần đọc và lại sám hối và đi về nhà phải sống với hạnh phúc với chồng. Còn mấy bà Phật tử á, là muốn chán chồng muốn vô thì mấy ông thầy nói thôi con bớt cái chuyện gần chồng con, nghe ngủ riêng rồi em. Sư phụ ngược lại khác, mấy đứa đệ tử họ Thiên mỗi tháng phải tốn 40 đồng đi Victory Secret về để mà mặc trước mặt chồng, rồi nấu cơm cho chồng ăn, rồi lúc đó con muốn ngồi nói chuyện gì chồng con nó nghe, gia đình hạnh phúc. Chúng ta sống thế gian phải hạnh phúc thế gian, pháp xuất thế gian nó không rời thế gian, không rời thế gian pháp. Con xuống thế gian mà con chối bỏ cái khổ thì làm sao về trời sướng được, đúng không? Con không có bỏ cái tham sân si thế gian thì về trời làm sao? Nó vẫn y nguyên à, tại cái lại gia thức. Giống như cái máy quay phim nó quay, mà con không xóa những cái hình xấu thì nó cũng vẫn còn nằm trong cái sim, đúng không? Thì cái công thức của sư phụ là vậy. Cho nên vợ chồng phải hạnh phúc, đời cho đúng đời, đạo cho đúng đạo. Tức là khi mình đi làm á, mình cũng là chức lớn, supervisor, rồi làm nhiều tiền. Rồi đạo á, thì khi mà ngày nào, giờ nào mình vô chùa, mình đọc kinh, vô đây đọc kinh này, vô phòng thờ, phòng đọc kinh, thì đọc cho đúng. Chứ mình không có đi khập khởi, lúc đi, lúc chạy, niễn qua, niễn về, như nó như là xe đạp vậy đó. Phải là thăng bằng, đời với đạo phải thăng bằng, y như xe đạp, thì mới là đúng, thì mới về trời được. Còn nếu mà nói về cõi cổng trời, sư phụ nói rất là nhiều clip, ở trên đó chỉ có một, không có Phật A Di Đà giảng sanh, cũng không có tiên là thấp hơn Phật, cha là cao nhất tầng trời đại la thiên, Phật là cũng giống như một nhà thầy giáo, ổng có lực rồi có tiền, ổng nói ok tôi lập Tiên Long Giang rồi về đây tu, rồi vô đó thành bông sen đại khái vậy thôi, chứ tất cả các vị Phật đều dưới quyền của cha hết. Từ cõi trời, cõi địa, và cõi nước cộng luôn cõi địa ngục. Cõi địa là cõi chúng ta đang ở, mấy con viên hồn. Còn mấy ông thầy, mấy ông đâu có biết chuyện trời, là tự vì mà ông tu chưa tới mà ông đâu có lên trời được. Ông chỉ là mấy con bốn chân vừa đầu thai xong mà. Chúc chị anh Long chú bộ khác chỗ đó.